Xin chào bà con cô bác, hôm nay ngày 12 tháng 11 nha. Cây Samsung J6 nha. RAM 3, bộ nhớ 32GB. Cây này vỏ 6 nha, vỏ 6 bán 700 ngàn nha, Samsung J6. Cái này là bếp giấy nha, giấy người ta dán, còn cái này là đánh bát lên thì nó hạn chế nha. Cây này bán 700 nha. Còn Samsung J1, Samsung J1 2016. Cây này thì Android thấp có 5.1 nha. Nhưng mà vỏ đẹp luôn nha. Vỏ đẹp luôn, bán 250 nha. Còn Redmi Note 5, cây này thì RAM 4, bộ nhớ 64GB. Redmi Note 5, cây này bán 1 triệu nha. 1 triệu, vỏ thì hơi xấu nha. Bán 1 triệu. Samsung J7 2016. Cây này thì RAM 2, bộ nhớ 16GB. Những dòng này thì Android còn cao nha. Mình đang mấy cây mà Android cao thì mình không có nói về tới Android nha. Trừ trường hợp Android mà 5.1, cây nào Android 5.1 mình với thông báo nha. Cây này bán 700 ngàn nha. Còn iPhone 5 nha, iPhone 5 nha. Cây này thì bán giá nghe gọi nha, bán 400 ngàn nha. iPhone 5 bán 400 ngàn. Đó, những dòng mà Android thấp này mình với hạ giá nha. Cây Oppo Neo 9 nha, hay gọi Oppo A37 cũng được nha. Ở với những dòng máy mà Android thấp thì mình hạ giá nha. Cây này vỏ 6 bán 350 nha. Còn J5 Samsung J500 nha. Samsung J500. Cây này thì vỏ 6 nha. Vỏ 6 bán 300 ngàn, Samsung J500. Dòng máy này Android cũng có 5.1 nha. Còn ai muốn lấy cây đẹp cũng có nha. Cây đẹp thì giá 400 nha. Cây xấu thì giá 350. Còn cây này thì vỏ đẹp luôn thì giá 400 ngàn nha. Samsung J500. RAM 1GB dưới, bộ nhớ 8GB nha. Samsung J2 Prime nha. Samsung J2 Prime, cây này RAM 1GB dưới, bộ nhớ 8GB nha. Cây này thì màn hình rất đẹp nha. Android cũng còn cao nha, tải Bluetooth này kia cũng ok luôn. Đó, vỏ sườn rất là đẹp luôn. Cây này thì bán 350 nha. Samsung J2 Prime nha. Màu hồng cũng vậy nha. Cây này thì màu hồng nha, cũng bán giá 300 350 nha. 350 vỏ đẹp nha. Còn vỏ mấy cây vỏ xấu nha. Mấy cây vỏ xấu thì mình bán 250 nha. Mấy cây vỏ xấu mình quên chưa có lấy ra. Mấy cây đó thì bán 250. Còn đồng hồ coi giờ giấc nha. Đồng hồ coi giờ giấc ngày tháng rất đẹp luôn nha. Đồng hồ rất là đẹp luôn, hình chế táo luôn. Bán 150 cái nha, 150 cái nó vỏ của nó cũng rất là bóng bẩy luôn. Màu vàng nguyên cây rất là đẹp nha. Cái này bán 150 một cái nha. Còn Samsung J6 cộng nha. Samsung J6 cộng, cây này RAM 3 nha, bộ nhớ 32GB. Nhưng mà màn hình xấu nha, màn hình xấu. Đó là mình bán cũng trừ tiền màn hình ra rồi nha. Cây này thì bán 500 ngàn nha. Còn có màn hình mình bán cũng cả 1 triệu đó, mà không, màn hình nó xấu quá mình bán 500 ngàn nha. Còn nắp đít là chưa có dán nha, máy là còn rất đẹp luôn.
bán 500 ngàn. Samsung J700 nha, Samsung J700 màu trắng màu vàng cũng có nha. Đó, giá thì cũng đồng giá 600 ngàn cây, Samsung J700 bán 600 ngàn cây, RAM 2 bộ nhớ 16GB. Những dòng này thì Android còn tải Bluetooth này kia, còn xài Bluetooth này rất ok luôn. Mấy dòng này là mấy năm trước là cũng mơ ước, nhiều người mơ ước tới nó đó. Cây này thì bán 600 ngàn, Samsung J700, cây này màu vàng nha, màu trắng nha. Cây Oppo Trung Quốc nha, Oppo Trung Quốc. Những dòng Trung Quốc thì mình không có thông báo bộ nhớ nha, còn ai muốn coi thì coi nha. Còn cái này là Zenlo 7 Pro nè, máy của Trung Quốc nha. Còn những dòng Trung Quốc thì người ta muốn in ấn sao nha. Đó, RAM 512GB bộ nhớ đấy. RAM thì 12GB bộ nhớ thì 512GB. Đó là những dòng của Trung Quốc nha. Đấy là mình thông báo nha, chứ bên mình bán là hoàn toàn là không có lừa đảo mấy vấn đề này nha. Chứ thực ra là RAM là không có tới nha, RAM là rất là thấp nha. RAM để bộ nhớ cũng thấp nha, chứ không có cao nha. Máy Trung Quốc thì người ta muốn bấm sao thì người ta bấm nha. Cây này thì mặt kính chày nha, đó mặt kính rất là chày luôn. Đó, nắp sau cũng bể này, cho nên là bán giá rất là bèo luôn. Mắt thậm chí cái mắt camera cũng vậy nên nè, mắt camera của nó xài có một mắt này, dòng Trung Quốc là mắt mấy cái mắt này hoàn toàn là ảo nhé, chứ không có nhé. Cái này bán 300 ngàn nữa nha, 300 ngàn. Cây Oppo F5, Oppo F5, đó những cây Oppo mà chính hãng này mình bê báo RAM và bộ nhớ nha. Oppo F5, RAM 4, bộ nhớ 32GB. Cây này thì bán 800 ngàn nha, 800 ngàn. Cây VMAX Beo 3 nha, VMAX Beo 3. Dòng này bây giờ nó xài cũng rất là chậm luôn, cho nên là mình cũng hạ giá luôn nha, 500 ngàn nha, 500 ngàn VMAX Beo 3 nha. RAM 2 bộ nhớ 16GB. Đó, bán 500 ngàn thôi nha. Còn Samsung A6, Samsung A6 nha. Cây này RAM 3 bộ nhớ 32GB nha. Cây này bán 800 ngàn nha. Còn Oppo A71 nha, Oppo A71. Cây này thì RAM 2 bộ nhớ 16GB. Cây này bán 600 ngàn nha, 600 ngàn Oppo A71. Đó, như những cây máy nào mình đọc tên máy hết rồi nha. Ai muốn mua, ai có nhu cầu mua thì bà con lên tra lên nha. Chứ nhiều chỗ để giá cũng rất là rẻ nha, nhưng mà đụng vô nó thì biết nha. Còn bên mình thì cứ đăng giá nào thì mình bán giá đó nha. Hàng chính hãng thì mình bán theo hàng chính hãng. Còn như hàng Trung Quốc nè, như hàng Trung Quốc mà cái này mà hàng chính hãng thì mình bán cũng mấy triệu à. Nhưng mà bên mình bán là cây này có 300 ngàn này. Đó là dòng Trung Quốc đó. Còn Samsung J7 Pro RAM 3 bộ nhớ 32GB nha. Màn hình AMOLED nó cứ chổi màn hình máy ảnh của mình nó bị à. Cây này RAM 3 nha, bộ nhớ 32GB, vỏ hơi xấu, bán 850 nha, 850. Cái này là hôm năm vừa rồi là mình bán nó 1 triệu mấy, mà năm này nó xuống giá thì mình bán xuống theo. Cái Oppo F7 nha, nó để hình lên này rất là khó coi luôn,
mình quay tạm mà lát mình reset máy rồi nha. Oppo F7 cây này RAM 4 nha, bộ nhớ 64GB nha, Oppo F7 nha. Oppo F7 RAM 4 bộ nhớ 64GB, cây này thì bán 1 triệu nha, 1 triệu là giá vỏ hơi xấu nha, vỏ xấu bán giá 1 triệu nha, còn vỏ đẹp thì mình bán cũng giá khác à. Còn cây Zenlo 4 nha, Oppo Zenlo 4, cây này thì RAM 8 bộ nhớ 128 nha. Cái này thì hiện giờ nó đang có mật khẩu nha, hôm nay mình chưa có dành để đi chạy nha. Còn ai mua thì về chạy thì cũng hết có 100.000 thôi, còn mình để vậy là mình bán 800.000, 1 triệu 8 nha, 1 triệu 8 Oppo Zenlo 4. Còn nếu mà ai có nhu cầu mua thì chạy ra rồi thì giá 2 triệu nha, 2 triệu Oppo Zenlo 4. Cây Samsung J7 cộng RAM 4 bộ nhớ 32GB, cây này thì bán 1 triệu nha, Samsung J7 cộng bán 1 triệu. Còn Redmi Note 7 nha, Redmi Note 7 cây này thì RAM 4 bộ nhớ 64GB, nhưng mà dòng Redmi thì nó chạy con chip cũng cao nha, cho nên là giá nó cũng tất nhiên là nó cũng phải cao rồi nha. Cây này bán 1 triệu 2 nha, 1 triệu 2 Redmi Note 7 bán 1 triệu 2, RAM 4 bộ nhớ 64GB bán 1 triệu 2. Cây Oppo A3s nha, cây này sáng nghe nói ai chốt mà giờ chưa thấy chốt nè, đang tải cái gì về cho nên là nó hơi chững máy này. Cây này RAM 2 nha, bộ nhớ 16GB Oppo A3s nha, RAM 2 bộ nhớ 16GB, cây này thì bán 700.000 nha, 700.000 máy cũng còn đẹp nha, bán 700 Oppo A3s. Samsung A50 RAM 4 bộ nhớ 64GB, cây này thì vỏ xấu nha, vỏ xấu hồi này chiều nay nói nghe nói ai chốt mà hồi chả thấy đâu luôn. Cây này vỏ xấu nha, vỏ xấu bán giá 1 triệu 2 nha, vỏ đẹp thì bán 1 triệu 4, vỏ xấu thì mình bán 1 triệu 2 nha. Cây Samsung Note 5 nha, Samsung Note 5 RAM 4 bộ nhớ 64GB, cây này thì thường thường nó hay bị chóc này đó, nếu mà để vậy thì mình bán xả luôn nha, bán 900.000 nha, là nắp sau còn đẹp nha, nắp sau còn đẹp không bể nha, còn nó bể tí thì mình cũng bán 800 rồi, nhưng mà nó cây này là không bể nha. Còn mai mình đi ép kính thì giá 1 triệu 2 nha, đó, ai muốn chốt giá nào cũng có nha, giá 1 triệu 2 thì mình đi ép kính lại cho nó nguyên cây nha. Còn iPhone 12 mai cây này thì mặt kính đẹp nha, iPhone 12 Pro Max nha, vỏ sườn cũng rất là đẹp luôn, màu trắng nha, cây này bán 700.000, iPhone 12 Pro Max bán 700.000 nha. Còn cây iPhone 13 này cũng đồng giá 700 nha, đó tại lý lá nó mình đọc cái lý do là giá 700 nha, iPhone 13 Pro Max vỏ sườn cũng đẹp, đó, vỏ sườn cũng đẹp nha, nhưng mà mặt kính thì xấu nha, đó mặt kính chày nha, cho nên là bán đồng giá 700 với lại thằng iPhone 12 Pro Max nha, nó bán đồng giá hai thằng nha. Có
còn máy tính bảng thì Tab E nha, Samsung Tab E. Với những dòng này xuống giá đó là cũng hết rồi, vì Android nó còn cao nha. Android nó còn 6.1 luôn. Ai mua con dế này mình bán luôn. Đó, con dế này giá 5 triệu nha. Ai mua nó mình bắt nó mình bán luôn nha. Đó. Còn máy tính bảng thì Tab E nha, Samsung Tab E. Đó, giá 600 ngàn 10 inch. Nó máy thì cũng rất là bự luôn, bán 600 ngàn. 600 ngàn đem cân dây chai cũng lời nữa. Màu trắng và màu đen giá bằng nhau nha, hai cây giá màu bằng nhau hết. Còn Samsung Tab A2016 nha. Tab A2016 màn hình zin rất đẹp luôn, bây giờ bán còn thua, bán giá còn thua cái màn hình lô luôn. Đó, ông nội cũng còn tải luôn Liên Quân vào luôn này. Còn TikTok này kia xài vô tư nha. Nhưng mà Android của nó có 5.1 nha, tải Bluetooth này là không có được nha. Mình tải Bluetooth màu xanh về là mình hát karaoke này kia cũng vô tư nha. Cây này hạ xuống bán 400 ngàn nha, 400 ngàn Samsung Tab A2016. Còn cây Mate nha, Mate hình như mình cũng gần hết rồi, còn có mấy cây thôi. Mate Tab 10 Pro mình sẽ bán cũng gần hết luôn. Có nhiều dòng máy mình sẽ là bán gần hết luôn đó. Cây Tab 10 Pro nha, sẽ bán 600 ngàn nha. Cây này là Android còn 9 chấm nha, còn 9 chấm xài cũng còn ok nha. RAM 2 bộ nhớ 16 GB nha. Cây này thì bán 600 ngàn nha, xả 600 ngàn. Còn Samsung Tab 4 nha, Samsung Tab 4. Cây này thì Android của nó bây giờ cũng hạn chế nha, Android nó 5.1 hạn chế nha. Cho nên là mình hạ giá xuống bán còn có 600 ngàn luôn nha, 600 ngàn Samsung Tab 4. Cây này đúng nha là Android còn xài là mình bán cũng gần 1 triệu, nhưng mà bây giờ mình giảm giá xuống còn có 600 ngàn lỗ vốn luôn nha. Có nhiều cây máy là mình lỗ vốn là cũng sặc máu luôn rồi nha. Tháng này là mình lỗ về tiền máy cũng rất là nhiều luôn, vì Android nó hạ xuống. Cho nên là mình phải bán hạ thôi. Cây cây iPad mini nha, iPad mini vỏ hơi xấu nha. Nó vỏ hơi xấu nha. Còn màn hình thì cũng còn ok nha. Để mình test cho nó nghiêm chỉnh lên nha. Đó, cảm ứng là còn rất là ok luôn nha. Cây này iPad mini nha. Mini cây này không xài sim. Bán 400 ngàn nha, 400 ngàn. Đó, 400 ngàn tháo cái màn hình ra bán cho khách cũng có lời đấy nha. Khách mà cần mua màn hình này bán 600 ngàn người ta cũng lận nha. Còn mình bán nguyên cây là giá 400 ngàn nha. Vì bán trên này á, có nhiều anh em cửa hàng vô coi cũng biết giá cả, cho nên là cũng không thể nào nói xạo được nha. Nói xạo người ta chửi chết. Nhưng mà thực tế ra cái màn hình này của nó là rất là mắc nha. iPad này màn hình nó rất là mắc luôn. Đó mà mình bán cây máy có 400 ngàn nha. Đó là trên này mình báo giá thật hết nha. Vì có nhiều người vô hỏi cái máy bao nhiêu thì nó cũng phiền toái, nó cũng rất là phức tạp nha. Là mình báo giá cây nào bao nhiêu hết rồi nha, rồi đời máy, rồi Android đó, rồi ai chốt thì mình coi đó, rồi lên là mình chốt thôi. Vì mình báo giá là giá xỉ luôn nha, giá coi như là 10 cây cũng như một, và một cây cũng như 10, giá đồng giá bằng nhau hết. Mỗi lái thì cũng giá bằng nhau luôn. À, hoặc là khách xài cũng giá bằng nhau luôn, mình không có bán khách xài giá khác mà mỗi lái giá khác. Cho nên là ai mua cây nào đợi nhắm chốt được cây nào thì chốt.
Còn ai chốt á, thì cọc cái cạc Viettel 50.000 nha, rồi shipper tới lời trừ ra. Còn ai chuyển khoảng 100.000 trở lên là mình bao ship nha, hoặc là chốt hai cây một lần mình cũng bao ship. Rồi thời gian chốt hàng 3-4 ngày chưa có máy thì hoặc là shipper tới lời máy có hiện tượng gì khác thì báo lại mình hỗ trợ ship cây khác nha. Rồi chào bà con cô bác nha.